Hôm qua, trong phiên thảo luận về luật thủ đô sửa đổi, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng quy định như thế nào là người tài cần phải được xem xét thông qua các tiêu chí, tiêu chuẩn rõ ràng. Có xác định được yếu tố này thì từ đó mới thu hút đúng người, bố trí sử dụng đúng người tài, ghi nhận bên hành lang Quốc hội. Chúng ta quan niệm là nhân tài dường như là những đối tượng, những con người có sẵn ở đâu đó đi tìm cách để tìm về. Nhưng mà cái quan trọng là cái nhân tài là có những con người có thể là ở mức độ bình thường, họ là bình thường. Nhưng chúng ta đặt đúng vị trí của họ, phát huy được cái tiềm năng trong họ, thì đó họ đã trở thành nhân tài. Cái quan trọng nhất là cái sử dụng, bố trí, sắp xếp như thế nào cho nó hợp lý. Chứ chưa chắc, kinh nghiệm cho thấy là rất nhiều sinh viên giỏi, những người được đào tạo tốt ở trong và ngoài nước, nhưng mà khi về chúng ta sử dụng không hiệu quả, cuối cùng cũng không phát huy được. Thì điều đó là cái vai quan trọng nhất là từng cơ quan, từng những người có trách nhiệm trong hệ thống là chúng ta sử dụng, sắp xếp, bố trí như thế nào, làm sao cho nó khơi gợi, thúc đẩy những cái con người mà nó đã có tố chất, đã có những cái tích lũy. Ví dụ như là các cái thể chế để mà tăng cái tính chất gọi là tính sáng tạo, tính năng động, những đề xuất của những cái cán bộ, những người làm việc cho thành phố. Và cái đấy thì cần phải có một cái sự vượt trội, nó không phải tuân thủ theo các cái quy định mà thông thường, thì khi đấy chúng ta mới huy động được là cái khả năng đóng góp sáng tạo vượt trội của những nhân tài này. Đồng thời chúng ta cũng phải có một cơ chế để đánh giá các cái sự đóng góp, sự cống hiến của những người mà chúng ta được coi như là những các cái tài năng vượt trội. Thì thông qua đó chúng ta sẽ một mặt là tiếp nhận được những cái đóng góp của họ, nhưng một mặt khác ghi nhận để tạo ra cái sự động viên, tạo ra những cái môi trường mới, tạo ra những cái vị thế mới cho chính những người này có thể phát huy đóng góp được cao hơn.